nuôi mới hộ còn vào tổ thì chăn nuôi nhà hộ nghèo tăng lên được từ 10 đến 15 20 con lợn. Giới thiệu đại diện bên dự án của VA035 có giám đốc văn phòng Hà Nội là ông Oliver. Because today you will get from external evaluators a feedback what they think, what we achieved together over the last couple of years. Hôm nay là cơ hội cho những người đánh giá và từ bên ngoài đánh giá xem là đã đạt những kết quả gì đáng qua. And I think what we should do during the workshop. Thứ sáu, chúng ta hoàn toàn có thể đặt những câu hỏi để làm rõ thêm về vấn đề này. Therefore, I hope that the evaluation team could really see what we all together were able to do over the last workshop, and I would like to turn over the microphone to the presenters. Thank you. Tôi xin cảm ơn và chúc cho các hội thảo đạt được kết quả và xin chuyển nhiều lời cho bạn đánh giá. Cảm ơn. This is a joint collaboration between the Vietnamese and the foreign experts. Đây là sự phối hợp giữa chuyên gia Việt Nam và chuyên gia nước ngoài. So, and I will just start now with the presentation. So, on one side in English, and this one will, let's say, do it here in Vietnamese. So, we have two screens. Tôi được bắt đầu và trình bày, và tôi sẽ trình bày ở tiếng Anh. Sau đó thì chị Xuân sẽ trình bày. For NOx development support to the EFAT funded project GNSP. Bắt đầu với cái lý do thực hiện dự án VA035 nhằm hỗ trợ dự án GNSP và tài trợ dự án EFAT. Actually, in the design question, there have been two components of GNSP. Và phải hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cái chương trình cho các chương trình tăng cường năng lực trong hai phần dự án VNSP. So the focus were only on two components. Of course, TNSP has in total three components, but the focus was on two components, which was the institutional strengthening of the implementation of TAP là các hợp tác xã cũng như là tất cả các bên liên quan, và điều này rất là quan trọng đối với chúng tôi. So we had the opportunity to have interviews with some of you directly. And of course, in these days, as you see and see, we have in total 10 CGs and 2 cooperatives visited on our field trips. And of course, we have a close interaction with the staff of VIA 35 at all levels. Yeah, chúng tôi cũng gặp một số các chị ở đây ngày hôm nay đi trao đổi trực tiếp hoặc vấn trực tiếp. Tôi cũng về tổng số thì cũng gặp người tổ hợp tác cũng như hai tổ hợp tác xã, và ngoài ra thì cũng trao đổi một vài lần chia sẻ rất là mở với các cán bộ của viên ba năm. So, and then not even as well approved ones development plans, and they have been implemented in all districts but on a limited scale. Một trong những kết quả đầu tiên đó là hợp tác xã các triển lãm hỗ trợ thương mại. Ví dụ như là trở về sở nông nghiệp bé trẻ nông thôn đã thành 6 với hỗ trợ năm 2015, và ở một những cái đào tạo từ đầu tiên vào năm 2016 thì cũng đã giúp mà tăng nguồn năng lượng cho các tổ hợp tác của mình. Again, so just as well to see that what have been achieved. So we have the 40 CGs group have a kind of connecting to mark. Gần so với mục tiêu của mình và từng với mục tiêu về mặt thu nhập thì ở đây tất cả các tổ hợp tác thì đều tăng về thu nhập 18% một năm và so với mục tiêu đề ra. So just a kind of an overview how many people have us involved in this program or in this project, and I think what was a kind of a major shift was, and this is to have now a rigorous planning and monitoring procedures. Just as an evolution from a memorandum of understanding of a complex OPA to a kind of result-oriented activity plan we created and which have been accepted by all departments. Và vì như thế, và trong những kết luận, kết quả của chúng ta thì đây là
được và làm lãnh đạo của một hội nghị hợp tác tin cậy và có những cái các kết quả cũng là công tác liên quan liên quan đến chương trình những cụ theo dõi cái thể thức mà làm việc dễ dàng hơn đó là tiếng Anh của động các kết quả đó. Okay, of the development chain development implementation. Chúng ta chỉ cũng thấy rằng là Việt Nam chúng ta cũng còn là số người đánh giá rất hiệu quả của cơ sở thực hiện các giá trị So because of course we have came out of the industry as of attending 500, but I think of course in this sense we have a limited number. Và có một điều ngoài rằng là chúng ta mới chỉ có một số rất là hạn chế của các và cái nhóm hợp tác được chúng ta đang được. Trong tổng số là hơn 500 nhóm và tổ hợp tác của dự án VNSP thì chúng ta mới làm một số rất là nhỏ. As it was maybe never foreseen just as well to have provision of production technologies in form of equipment, but I think it was the right approach to complement capacity building activities. Thì mặc dù là chúng ta cũng không có cái dự án về việc là hỗ trợ những công cụ máy móc ở trong thiết kế của dự án, nhưng mà những cái hoạt động mà thực tế của dự án khi mà hỗ trợ những công cụ máy móc trong thiết kế sản xuất cho các tổ hợp tác và tác xã thì chúng ta thấy rằng đây là một cái cách tiếp cận đúng một cái hoạt động bổ sung đúng để tăng cường năng lực cho các bên liên quan. And as I said, okay, already said, all the partners should have the same understanding of different of operational procedures. We cannot, let's say, kind of harmonize procedures because they are defined by, of course, not here in the country and not by the project. But there should be at least the same understanding from the beginning what are the rules of the game. Later on, the responsibility for success has the responsibility. Và trong hai cái phần bài học ở dưới tôi thực chất là nó liên quan đến